Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Hiện tại thì Nhật An đã có mặt tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay sẽ dẫn quý vị chúng ta sẽ trở lại thăm một công trình mà tôi đã từng dẫn quý vị đến rất là nhiều lần rồi, lúc mà công trình đang trong quá trình là thi công phần móng cũng như là lúc đang trong quá trình là thi công phần thô. Đó chính là công trình của nhà anh Xuân ở Thủ Đức. Và thì ngày hôm nay thì hiện tại công trình đang thi công thế nào? Chúng ta hãy tiến gần hơn và cùng nhau tham quan nhé. Với công trình của nhà anh Xuân thì như quý vị có thể thấy là hiện tại ha là công trình đã bắt đầu vào cái giai đoạn đó chính là hoàn thiện dần nha quý vị. Có thể thấy là rất là nhiều vị trí thì đang được trong quá trình đó chính là ốp lát về phần vật liệu giống như là phần gạch ha. Rồi một số những cái phòng phía bên trong thì cũng đang được sơn phết. Ngoài ra thì cũng đang trong giai đoạn đó chính là tô trát hoàn thiện 100%. Nói chung là về cái giai đoạn này thì nó đòi hỏi rất là nhiều, đó chính là người thợ phải thật là chăm chú nha và phải thi công một cách rất là tỉ mỉ, bởi vì nó rơi vào cái giai đoạn hoàn thiện, tức là nó sẽ ảnh hưởng đến cái tính thẩm mỹ công trình rất là nhiều. Nếu mà chúng ta ốp lát gạch không tốt hoặc là sơn không đẹp thì chắc chắn là cái ngôi nhà của mình sẽ không đạt được cái yêu cầu ngay từ ban đầu. Do đó đòi hỏi là chính là thanh tra cũng như đội ngũ giám sát của Mắt Hôn phải túc trực và cũng sẽ kiểm tra xem là thợ họ có thi công đúng về cái gọi là chất lượng hay là tiến độ hay không. Đây là cái điều rất là quan trọng nha quý vị. Đó lý do mà thường những khâu này thì thanh tra của chúng tôi cũng sẽ đến để mà kiểm tra là như vậy. Về cái việc bỏ ốp lát vật liệu thế này thì công ty chúng tôi sẽ cuốn catalog vật liệu của Mắt Hôn, đó thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái chủng loại, ví dụ là về gạch nè, rồi sơn nè, thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng v.v. Gia chủ hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn một cái loại vật tư vật liệu phù hợp với sở thích và khả năng tài chính của mình. Trường hợp đến khi ra dự toán, nếu quý vị cảm giác là ở cái dự toán nó hơi cao, tôi muốn đổi một số những cái phần trong phần hoàn thiện để cho cái mức giá nó phù hợp hơn, chúng tôi vẫn sẽ hỗ trợ cho gia chủ nhé. Và hiện tại công ty đã có sản xuất phân phối một số những cái dòng vật tư vật liệu riêng giống như là sơn, bột bã, thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng v.v. Cho nên là cái chi phí nó cũng rất là phải chăng dành cho quý khách hàng. Và em cũng xin bật mí về kích thước tổng thể công trình cho quý vị nắm luôn nhé. Công trình sẽ có chiều dài là 12,7m, chiều rộng là 8,5m. Tổng tiết thiết kế cả hai tầng một tum là tầm khoảng 250m². Về chiều cao từ cốt sọc hông định của mái sẽ là 10,8m. Sàn tầng 1, sàn tầng 2 là 3,9 và sàn tầng 2 đến sàn mái. Sàn của từ tum sẽ là 3,6m nha quý vị. Đây là chiều cao cũng khá là tiêu chuẩn cho một công trình như thế này. Và đây là công trình nhà phố, quý vị có thể thấy là rất là gần với cái phần đường đi ở phía trước. Nhưng mà công trình sẽ có một ưu điểm nha, là gia chủ vẫn chừa được một cái khoảng sân nhỏ nhỏ như thế này. Thường thì nhà phố có một số công trình là vừa mở cửa ra là thấy cái đường luôn nha quý vị. Thì cái đó là tùy thuộc vào cái diện tích đất. Còn ở đây khi mà thiết kế chúng tôi cũng đã chừa được một khoảng sân, thì tôi nghĩ đây lại là một cái ưu điểm hơn. Bởi vì khi có sân thì chúng ta đậu xe cũng dễ dàng hơn nè. Rồi ta có thể trồng một số loại cây làm cái sân vườn nhỏ nhỏ, giúp cho gia đình của mình sẽ có thêm một không gian để sinh hoạt. Em thấy cũng rất là tốt, cho nên gia chủ có thể tham khảo về cái thiết kế này. Và đó là tổng quan bên ngoài công trình. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị cùng với thanh tra sẽ đi kiểm tra xem chất lượng thi công như thế nào nha. Dạ, em chào anh. Dạ. Em bên phòng công thanh tra công ty đã tới kiểm tra công trình cho khách. Dạ. Anh đi nghiệm thu với em nha. Đây đang sơn thì mới bả anh. Mới bả. Này mới bả được một rồi đúng không? Đây, hiện tại là khu vực ở đây là chủ đầu tư là dán gạch lên cao 1,5m. Đây là cái phía trên trần là đang đóng lập phong lập cao. Hiện tại là tất cả các vị trí mà tiếp giáp là phải đóng cái lưới thủy tinh hết, sau đó mới bá bột.
để tránh sau này nó bị nứt. Kiểm tra thì đóng lưới là đầy đủ. Phía cầu thang này là mình dán kịch luôn ha. Dán kịch hết luôn. Phần ron thì làm rất là đều. Nắp mí thì không có bị gồ ghề. Sao có chỗ nào mà giờ họp không? Chỗ này đó bật nửa viên. Để đánh dấu anh cho anh em thợ xử lý lại cho đó nha. Bị khoảng 1/3 viên. Đây viên này nhỉ. Hai viên. Thế thì không sao. Chúng ta tương đối là ok. Có bị hai vị trí em đánh dấu anh báo cho anh em xử lý lại nha. Ủa đây là cái phòng ngủ hả? Phòng ngủ nhỏ dữ ta. Phòng cho ông anh không? Phòng này chắc đâu được chừng 6 mét vuông hả? Nhỏ xíu. Rồi cho ông anh không? Cái phòng này tương đối nhỏ. Đây mình mới bả nước một đúng không anh? Mới nước một á. Hiện tại là cái vị trí này mà đây mình nằm âm vô đó, âm vô là vô rồi bả nước nữa cái là nó liền cái mình chặt thêm một cái nữa xả xong rồi sơn là nó sẽ phẳng bằng phẳng cái mí gạch luôn. Đó, từ đó chuẩn. Về cái phần ron gặp thì với cái phần giáp mí thì làm rất là tốt. Hai cái vị trí chỗ đó thì nó bị hơi bọt, anh cho xử lý lại. Thì với lại số lượng mình ốp là tương đối rất là nhiều, cho nên cái vấn đề về bọt là không thể tránh khỏi. Nhưng mà mình chỗ nào mình bị bọt thì cho xử lý lại thôi. Đây là đây cũng dán 1,5 luôn. 6 luôn. Cái 6 hoặc 46. Dạ 40. Đây là khu vực toilet là cũng lát gạch xong hết rồi, chưa có giờ đâu. Đây về khu vực đây là quý vị thấy là cái đầu tội thợ là sử dụng là cái ke với cái nêm này để đảm bảo cho nó cái đường ron nó phẳng và cái khoảng cách nó đều, không có bị gồ ghề chỗ phần chấp mí. Đây, cái đầu thợ làm rất là đúng kỹ thuật. Do số lượng ốp nhiều cho nên là cái việc mà bị bọt một vài viên là không phải tránh khỏi.
đây bị bọt. Đây bọt nửa viên. Chỗ này là sau này mình ốp đá đâu anh? Ốp đủ gạch lên luôn. Các bạn chờ đây, chờ đây 10 phân. Rồi cái cửa. Ok. Chứ mình cái đồ ốp lát này làm nó nước nó rất là ok. Chỗ hàng vị nó bọt thì cho xử lý lại thôi. Rồi hiện tại là 4 vị trí. Như quý vị thấy là toàn bộ tầng 1, tầng 2 công trình này là dán ra 1m6. Thì cái số lượng ốp lát rất là tôi nói rất là lớn. Cho nên là việc mà bị bọt dài viên là bình thường thôi. Tỷ lệ là cho 3%. Cho nên là cái này là vẫn trong cái giới hạn cho phép. Đây còn về cái phần mài đóng. Đây cái phần điện, cái phần ống nước thoát với ống điện này kia là bác thợ làm rất là đúng kỹ thuật. Chịu bắn cái tay lên trận để mà neo cái ống lên. Cái ống này, cái ống nhỏ xíu này là cái ống có nước nóng hả? Nước nóng. Sao nó nhỏ vậy ta? Thường là mình xài Huy thiết kế do nhỏ mà. Không, thường nhớ nó thiết kế Huy 25-27 cái này. Cái này sao đợt ở nhà này sao thiết kế nhỏ với ống nhỏ cái nào? Ống này Huy mười mấy hả? Cái này ống này 21 mấy rồi. 21 rồi. Thấy nó nhỏ vậy ta? 21. Nóng. Lạnh lớn hơn. Lượng nóng này cái đó không ok rồi. Nếu mình xài lượng lạnh chứ lượng nóng thì cái đó. Nhà nóng này thường thông thường nóng thì mình đâu có xài nhiều. Ngay toàn bộ công trình ở đây là đều có sử dụng cái thiết bị điện của bên Max Home sản xuất hết. Như quý vị thấy đây là cái đế âm này của Max Home là sẽ là màu đen. À chỗ này mình chỉ dán gạch thôi chứ không phải đá. Xíu thôi. Chỗ nào bị nhiều thì mình cho xử lý lại, còn nếu mà bị một chỗ nhỏ thì thôi không sao. Ốp ở nhà nhiều, ốp ở đây là ốp về. Đúng rồi. Nhà này lượng ốp quá rồi ốp. Mấy gạo. Do là có sử dụng cái ke cái nêm cho nên là các đường ron là rất là đều. Đây này cái đế này là đế Max Home luôn đúng không anh? Max Home luôn. Đây như quý vị thấy đây là tủ điện tổng, đây là cái đế cái tủ điện tổng của Max Home luôn. Còn dây điện công trình này đang sử dụng là KDV đúng với chủng loại của dự toán công ty. Rồi sau khi mà quá trình kiểm tra về công tác ốp rác của anh thì có vài cái vị trí mà em đánh dấu đó thì anh báo cho anh em xử lý lại. Thì nói chung công trình mình ốp rác là tương đối lớn cho nên là cái vị trí mà bị ọt là không thể tránh khỏi. Rồi em chúc anh với tổ đội anh em là cố gắng hoàn thành công trình sớm để giao cho chủ đầu tư nha. Kính thưa quý vị, bên cạnh Thành An đây chính là anh Nga là giám sát thi công công trình. Thì bây giờ em cũng sẽ đại diện cho quý vị theo dõi phỏng vấn số câu hỏi anh nhé. Anh ơi, ngày hôm nay là anh đang cho thợ triển khai phần nào anh? Phần bá bộ, sườn nước với ốp lô gạch vệ sinh.
À, và cho em hỏi xíu là vì sao mình không có đợi là mình ví dụ là mình tô trát hết hoặc là mình sơn xong rồi mình mới ốp gạch mà mình lại triển khai nó đồng bộ với nhau em? Bởi vì cái đấy ốp gạch âm phải ốp trước. Ốp trước rồi bắt đầu mới tô mới bả bộ. À, là mình phải ốp âm vô trước đúng không? À, là cái này là cái trình tự thi công nha quý vị. Và cái gạch này là gia chủ yêu cầu anh tức là ốp tới vị trí này hả hay là sao? À, là mỗi khu vực nó khác nhau đúng không? Em thấy có phòng thì lại ốp cao vậy, có phòng thì lại là không có ốp à, này như thế nào? Ốp hết chứ, chưa ốp à. À, là ốp hết luôn. À, là những không gian bên này sau này mình cũng ốp luôn hả? Bắt chịu ốp hết luôn. À, là gia chủ muốn ốp như vậy. Cầu thang là ốp lúc lên hết luôn. À, thì cái điều này nó cũng tùy thuộc vào lựa chọn từng gia đình nha quý vị. Tức là có những gia đình thì gia chủ chỉ thích ốp gạch thấp ở bên dưới thôi. À, có gia đình thì ốp cao và có những gia đình thì ốp kịch trần luôn. Cái điều này là tùy thuộc vào lựa chọn của từng gia đình nhé. Vậy thì cái quá trình ốp này thì anh dự kiến là bao lâu thì mình sẽ ốp xong để mình triển khai và sơn anh? Nếu ốp này thì khoảng cỡ mấy là thứ hai à? Thứ ba. Bữa nay là thứ hai. Tầm khoảng hết tuần này là xong hết. Dạ. Hết tuần này là xong. Là trong tuần này. Trong tuần này là mình sẽ ốp xong. Còn ở phía ngoài này em thấy có một số vị trí là cái này là mình ốp hay đá. Là mình sẽ ốp đá. Ốp đá là đích. À, vậy là mình có trát hay gì cho không anh hay là mình ốp trực tiếp ốp nó bị để nó bắn vít thôi mà. À. Đá granite là để nó khoan vô bắn nó vô chứ không máy được. Bây giờ thấy cái mặt hồ mình nên nó bắn vô. À, cho nên hàng chim thấy là mình không có trát cái phần này đúng không? Là sau này mình sẽ ốp đá luôn. Để nó khoan ngay cái mặt hồ mình á. Em thấy nó khoan vô lỗ. Còn về cái trần thì sao anh? Cái này em thấy là cũng gần xong rồi hả? À, cái trần này xong rồi chứ mình để chờ cửa cuốn. À, để chờ cửa cuốn. Còn cái trần trên lầu này kia là xong hết chưa? Xong hết rồi. Còn cái xe nồi thôi. Giờ là một còn ít nữa. À, là phần trần là cũng ngày gần mai xong. Là xong rồi. Ngày mai nó qua anh đóng là xong. Còn về thợ thì bây giờ không biết cái khâu này thì anh điều động một ngày là bao nhiêu thợ? Hôm nay 3 thợ. 3 thợ thôi. Cả 3 thợ. À, còn có thợ phụ không anh hay như thế này? Phụ 2 phụ. À, thì có thêm 2 phụ. Vậy thì anh có thể dự kiến giúp em là bây giờ em thấy nó vào hoàn thiện rồi nè. Vậy thì tầm khoảng tầm 1 tháng nữa là mình có kịp để mà bàn giao không anh hay là bao lâu? Tháng nữa bàn giao ok rồi. 1 tháng có thể bàn giao ha. Bây giờ đừng có trục trặc kỹ thuật chỗ nhà phát sinh thì xong rồi. À. Thì em có sinh nhiều hoạt gạch quá, ốp gạch nhiều. Dạ. Vậy thì tính ra 700-800 mét gạch. À. Vậy thì em cũng chúc anh và đội thợ mình sẽ hoàn thành đúng cái tiến độ mình đề ra nhé. Và ngày hôm nay thì em cùng với Thanh Tra đã dẫn quý vị chúng ta ghé thăm công trình của nhà anh Xuân ở Thủ Đức nha quý vị. Công trình thì cũng em nghĩ là một thời gian ngắn nữa thôi thì cũng sẽ có thể hoàn thiện quý vị ơi. Và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công thì đừng ngại liên hệ ngay với Mắc Home Hotline 0964458888 0821333333 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe và thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.